Ồ, cái râu mực các bạn. Râu mực nó giá phải chừng 300 gram. Cái râu quá cả mọi người. Ồ, cái râu này các bạn ơi. Gửi bằng ngón tay tâm chè luôn. Và tất cả các bạn nha, làm thử miếng nha mọi người. Cầm lòng không đậu. Bây giờ nó giòn, đã. Không đâu, cái đậu mực này các bạn ơi. Tất cả mọi người nha, thấy chịu nổi các bạn ơi. Rồi rồi uống mình quét nửa cốc bia. Rồi cắt cháu cuộn cái ăn hết chưa hết đi. Ngon lắm cắt cháu ơi. Gà mềm lắm các bạn. Mà chèo nướng gà mềm được không? Mình ăn, tôi ăn hết trơn vậy nè. Mời tất cả mọi người nha. Trời ơi, miếng mực nó dày còn hơn cái mặt của tâm chè đó các bạn ơi. Wow. Chào các bạn, mình là Tâm Chè đây các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật an lành nha mọi người. Mình đang về Bình Minh. Rồi cái mua mực với cánh gà chà bá lửa luôn các bạn. À, trời luôn, con mực chà bá lửa nè mọi người. Ồ, chà bá lửa, con mực này 1 ký mấy lần á các bạn ơi. Đó. Rồi, mực nướng. Gà, mình có cánh gà nữa. Với cánh gà, wow, cỡ luôn cánh gà các bạn ơi, bà vừa chè ướp đá thì thơm quá các bạn. Mới để lên chút xíu thơm à. Mới để lên chút xíu là thơm rồi mọi người ơi. Cánh gà hả? Cánh gà với con mực, mày ơi, mực tươi nướng. Trời ơi, nó nữa, tao quất con mực, tao nhai. Râu mực nữa rồi. Cái râu rồi, cái râu không ít. Đâu 300-400 gram rồi các bạn. Trời ơi, chín này đây mọi người, thơm quá mọi người ơi. Trời ơi. Hôm qua các bạn ơi, đã thiệt mọi người. Trời ơi, nó chà ba lửa, nó bằng nửa cái mâm rồi các bạn. Mấy. Cái gà còn dễ khét hơn nữa đó nha, cái gà có da, cái dễ khét hơn nữa đó. Để chở liên tục mới được. Trời sắp đổ cơn mưa. Sao em còn ngồi đó mà nướng cánh gà. Chừng chắc 4-5 ký rồi các bạn. Quá trời quá đất. Ủa, chín rồi. Bây giờ nướng chạy đua với ông trời đó các bạn. Giờ nướng chạy đua với ông trời nha. Mua nó bụng vậy là thấy vậy là xỉu rồi các bạn ơi. Chịu không nổi. Mà gần chín thì các bạn ơi. Còn con nữa nè mọi người, quá trời. Chà bá lửa luôn mọi người. Ồ, chín rồi các bạn ơi, bà ngoại vô rồi nè. Mời bà ngoại vô ăn nha. Chào các bạn mọi người.
Yeah, chào tất cả mọi người luôn. Chào mọi người không? Không. Đây bà chè đây. Chào mọi người nha. Rồi. À, vậy thôi mời cả nhà mình ăn luôn. Mời cả nhà mình ăn luôn. Ồ, thấy không? Thấy con mực chưa? Thấy con mực gì ốc nướng chưa? Ồ, con mực quá. Ờ. Bữa nay dốt với bạn dốt quá công chuyện rồi các bạn ơi. Đó. Rồi, ăn đi. Cho vô luôn, đủ luôn. Đó, tàu đó con mực cắt ra cho các bạn ơi. Giống như cái đầu câu đi mọi người. Ồ, ồ cái râu con mực các bạn. Râu mực nó dám lên chừng 300 gram. Cái râu quá cỡ mọi người. Ô cái râu này các bạn ơi. Gửi bằng ngón tay tâm chè luôn. Và tất cả các bạn nha, làm thử miếng nha mọi người. Cầm lòng không đậu. Cái dây. Nó giòn, đã. Đã. Nó đã. Và xương. Nó đã luôn. Ngon quá. Ngon lắm mọi người ơi. Quá sướng. Kè mà kè mà cắt kìa. Ồ quá đã. À, cắt con thôi con em sợ ăn không hết đi. Mà rồi ngồi cái nó dụng. Rồi ăn đi. Cái nhà mình ăn đi. Cái nhà đi bữa nay là không cần. Không cần bún luôn các bạn ơi. Mồi quá trời mồi các bạn ơi. 5-6kg mồi luôn. Ngon không con? Thánh ăn nhí. À, đó là tiềm năng của Tâm Chè nha các bạn. Vài năm nữa là làm YouTube với Tâm Chè luôn nha các bạn. Bây giờ còn đi học. Mới học con năm nay học lớp mấy hai? À, là lớp 6 rồi. Rồi cứ ăn đi con. À, Thánh ăn nhí. Mực thì ngon rồi, giờ thấy ghiền rồi. Miếng mực nè. Còn miếng mực nó dày rồi các bạn ơi. Sướng thiệt, sướng thiệt. Mập hết trơn. Ngon quá là cắt cháu rồi. Ngon quá. Cái râu này các bạn, cái râu bằng ngón tay bà chè. Đã. Đã không các bạn? Sướng thiệt. Sướng các bạn. Ôi đất cơ, còn cả đống luôn các bạn ơi, thôi cả chục cánh gà. Cả chục cái cánh gà chứ. Còn nguyên hai con mực nguyên của ai đâu ăn. Rồi. Nay là để mời mọi người ăn no luôn nha. Này ngon không con Thịnh? Ừ ngon quá mọi người ơi. Mọi người hãy ủng hộ dưỡng Út Tâm Chè nha. Rồi được nửa bữa tiệc rồi nè mọi người. Được nửa bữa tiệc rồi, Thánh ăn nhí nãy giờ được mấy cánh rồi con? Ba cánh rồi hả? Ba cánh rồi hả? Còn ghê vậy? Rồi gắng ăn đi. Ăn đi con, muốn ăn nhiêu ăn con. Mồi quá ngon. Vô Út làm YouTube mà mồi ngon không? Nè, à, vậy cứ ăn coi. Bà ngoại mời cái cháu. Cháu ăn ngon quá. Nay ngoại không nhậu không ngoại? Nhậu nổi. Nay ngoại nhậu không nổi hả? Nhậu rồi. Dạ. Thấy cũng thèm quá các bạn, làm miếng nghe. Mời tất cả mọi người nha. Trời ơi, miếng mực nó dày còn hơn cái mặt của Tâm Chè nó các bạn ơi. Wow. Để Thánh ăn cái tàu em chắc có mực này chắc ăn khoảng 5 con á các bạn. Khoảng 5 con mới đủ. Để mai mốt mua rồi nướng cho, mời Thánh ăn cái tàu em cho các bạn cùng xem nha. Không đâu cái đầu mực rồi các bạn ơi, ba ăn rồi ba chưa cái đầu rồi. Mời tất cả mọi người nha, thấy chịu nổi các bạn ơi. Ngon quá. Rồi uống cái bia. Rồi cắt cháu, cuộn cái ăn hết chưa hết đi. Ngon lắm cắt cháu ơi. Gà mềm lắm các bạn. Mà chè nó nướng gà mềm mà thơm. Mình uống bia thôi. Nhiều đây đủ cả kết bia chưa hết. Nhiều đây uống cả kết bia chưa hết. Ăn đi con. Trời ơi, mất cỡ gì. Mua ăn giúp ăn đi con. Kìa, còn cái thống mình đó kìa. Hết luôn đi con. Cắt cho em ăn hết đi. Em hết không? Có ăn hết không? Ông cắt. Rồi, hết ông cắt. Hết luôn. Chị ai nữa? Đâu có chị ai nữa con. Ăn đã. Ăn cho no luôn. Nghe, ăn khỏi cơm đi con.
Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nha các bạn. Tâm Trì Vĩnh Long và gia đình của bà ngoại xin chào tạm biệt mọi người nha. Chào các cháu. Chào tất cả mọi người. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại lần sau nha các bạn.